với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đồ sộ, gần 9.000 văn bản ở Trung ương và hơn 50.000 văn bản ở địa phương, việc tiếp cận, tra cứu, tìm kiếm các quy định không phải lúc nào cũng thuận lợi dễ dàng. Hiểu được điều này, Bộ Tư pháp đã chủ động tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đẩy mạnh tổ chức triển khai xây dựng bộ pháp điển nhằm hướng đến sự logic, khoa học, thuận tiện khi tra cứu văn bản quy phạm pháp luật. Tại diễn đàn đoàn viên thanh niên tìm hiểu và khai thác sử dụng bộ pháp điển diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 11, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự dành thời gian, trí tuệ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, chủ động trao đổi và tiếp thu các nội dung được truyền đạt tại diễn đàn. Đồng thời mong muốn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực khai thác, sử dụng bộ pháp điển, vận dụng vào công tác chuyên môn của cơ quan đơn vị, tích cực giới thiệu, lan tỏa bộ pháp điển đến đồng nghiệp để bộ pháp điển ngày càng đi vào cuộc sống, được xã hội đón nhận, khai thác và sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật, định hướng hành vi chuẩn pháp luật cho đoàn viên thanh niên.